shopbasio.vn thì sẽ dành tặng tất cả bạn, thứ nhất là sẽ có những chương chương trình khuyến mại, những cái nick VIP để các bạn tha hồ lựa chọn để có thể làm bốn nick liên quân. Và cả thứ hai thì bây giờ mình sẽ làm lại clip và nói chung là tất thử các bạn rất nhiều rồi. Và mình nghĩ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn rất nhiều clip. Và trước tiên thì mình xin dành tặng các bạn, đó là một nick các bạn nhé, là sẽ dành tặng tất cả các bạn một nick và dành tặng cho bạn nào vào sớm nhất. Và từ từ là sẽ cố gắng là làm clip đều và hướng dẫn tất cả các bạn. Cho mình xin lỗi các bạn trong thời gian vừa qua. Và bây giờ mình sẽ check nick. Đây là nick 50.000 các bạn nhé. Dành các bạn nick 50.000 mà mình sẽ check coi những cái nick một ăn đó ở shop mới sướng thì nó sẽ giá trị như nào, hoặc là nó sẽ chất lượng như nào các bạn nhé. Đấy, mình nhấp mua thì hệ thống nó kiểm tra này, vui lòng tắt trình duyệt, vui lòng tắt trình duyệt nhé. Khi khi các bạn mua thì cũng sẽ hệ thống sẽ tự động check là sẽ có mua được hay không. Nếu không mua được thì nó sẽ không bao giờ bị trừ tiền các bạn nhé. Và cái thứ hai này là gần Tết rồi, các bạn có thể là ủng hộ mua những cái nick ở trong shop mới sướng các bạn nhé. Rồi các bạn hãy chơi một chút, mình sẽ thử check một đơn đó mà thử check luôn xem như thế nào nhé. Rồi nó đã bị láng à, các bạn chơi một chút nhá. Rồi ok, giao dịch thành công này. Rồi nick đây các bạn nhé. Và các bạn chơi mình một chút, mình sẽ check nick này. Các bạn đừng quên là hiện tại mình chỉ có một trang shop bản nick duy nhất, đó là shop mới sơn.vn nhé. Còn những cái .com hay những cái khác đó hoàn toàn là lừa đảo, cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình một chút. Rồi ok. Watch where you're pointing that. Let's cap it all off with It's my big day! Aim. Sit back. Aim. You ready for this? Watch where you're pointing that. You ready? I'm just too. Watch where you're pointing. Sit back and watch the fireworks. Aim. Watch where you're pointing. Aim. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Cứ 5 giờ chiều mỗi ngày thì là sẽ cho ra một clip cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hay. Và ngày hôm nay thì là sẽ cho ra một clip, đó chính là vị tướng Paine, một vị tướng sát thủ phép đi rừng hoàn toàn mới của Lego Mobile Việt Nam. Và nhiều người thì vẫn chưa biết các combo thế nào chuẩn chỉ, thì đến clip ngày hôm nay thì là xin phép gửi tặng các bạn một clip hướng dẫn bằng Ngọc, biểu đồ và cách chơi các combo vị tướng Paine này. Đầu tiên thì bằng ngọc thì lao bằng ngọc và phù hiệu thì lao là để trên màn hình thôi, mình sẽ không nhắc quá. Và mình sẽ nói đến một cái, đó là cái biểu đồ, thì biểu đồ cũng gắn đến màn hình thôi thì lao cũng chả nhắc quá làm gì. Và mình chỉ nói game này, mình chỉ tập trung 100% thời gian vào cách sử dụng thám quái và cách sử dụng để combo thôi. Đầu tiên các bạn có thể thấy khi chúng ta nhá, ở đây đồ nắng thì chúng ta sẽ biến bê cái gọi là cái bắn nó rất là yếu. Đấy, khi mà mình dùng một chiêu mất nồi nắng ấy thì chúng ta sẽ chém. Đấy, các bạn thấy chưa, chém này rất mạnh. Nhưng khi mình sẽ đọc qua chữ chú thức của vị tướng này, đó là khi cái nồi tài các bạn đúng ná như là ngủ khống ấy, khi con tay né sử dụng một chiêu thức thì nó sử dụng một chiêu thức nhá, thì nó sẽ là đòn đánh thương sẽ auto thành đột kích sau lưng kẻ địch và gây gấp đôi sát thương nhá, thì nó rất là mạnh. Và hầu như cái lượng đám của vị tướng Paine này nó đến từ cái chiêu nội tài của nó. Thì chiêu một của nó là gọi là biến cái bóng để đấy, những cái bóng đấy vẫn bị trừ sát thương khi các bạn quăng bóng đấy. Thế cho nên cái chiêu một này chúng ta thâu như tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng chiêu một này cho hợp lý, làm sao để không bị bắt. Còn chiêu hai này, các bạn nên nhớ cho mình cái chiêu hai nó quan trọng nhất, bởi vì khi chúng ta combat thì chúng ta phải bắt buộc ở lại cái chiêu hai này ở trong cái vòng đấy thì chúng ta mới được hồi nồi nắng nhá. Nếu các bạn mà combat thì chúng ta mới bay ra cái ngoài vòng đấy thì các bạn sử dụng hai chiêu thôi thì chúng ta sẽ bị mất nồi nắng và hầu như sẽ không tới được nữa.
Đấy, Penen là một vị tướng nó rất là hạn chế về cái nồi nắng. Đấy, còn bây giờ thì là sẽ hướng dẫn cách chấm bó này. Đấy, thả bóng đấy, rồi chiêu hai kích hoạt. Đấy, các bạn cứ đánh vị tướng đánh như vị tướng ngủ không nào đánh như nào thì các bạn sẽ đánh vị tướng đánh như thế. Nhưng vị tướng này có những chiêu thức cơ động hơn con ngủ không đất nhiêu. Đấy, lao lên, ui tuyệt rồi chứ, rồi không được rồi. Đấy, thì nôm na đầu tiên thì là vị tướng này nôm na như vị ngủ không nhá, sát thương nó đến từ nội tài. Đấy, và cách combo của nó như thế nào? Thường sẽ có rất là nhiều cách combo. Thứ nhất, chúng ta sẽ để cái bóng của mình ở trong bùi và chúng ta sẽ lao lên đột kích đối phương rồi dùng chiêu 3. Còn không thì là sẽ dùng chiêu 3 trước và sẽ kích hoạt chiêu 2, chiêu 1 và sẽ đánh combo bình thường. Thì đấy, chẳng hạn cái pha này là sẽ combo chiêu 3 trước, các bạn thấy chưa? Sử dụng chiêu 3 trước ở tâm xa sẽ khiến cho đối phương không thấy mình ở đâu cả. Mình sẽ ẩn sai các bạn nhé, sẽ không để cho các bạn thấy cái tay né này đâu. Thì các bạn sẽ gây sát thương ổn định hơn. Và khi các bạn có bó chiêu 3 lao lên thì chúng ta có thể tùy ứng các bạn thích dùng chiêu 1 hay chiêu 2, nhưng theo mình hãy sử dụng chiêu 2 luôn. Bởi vì chúng ta sẽ đánh ở trong cái vòng đấy, chiêu 1 để rệt đối phương có đề phòng chảy thôi. Đấy, và quay lại chúng ta sẽ phá bình thường. Đấy, tốt nhất khi chúng ta phám quả thì chúng ta hãy phám chiêu 2 và đừng ở trong vòng nhé. Thì cái nội tài nó sẽ còn không các bạn mất đi ra ngoài khỏi vòng trong vòng 3-4 giây thì nó sẽ mất. Đấy, các bạn thấy chưa, nội tài sẽ hôi. Đấy, còn không thì các bạn sẽ, con này là một vị tướng hầu như nó hầu như là không hôi nội tài. Khi các bạn đi nó hôi rất ít. Đấy, chiêu 3 này các bạn thấy chưa, nhảy vào rồi kích hoạt chiêu 2. Đấy, các bạn thấy chưa, rồi và chiêu 1 và kết liền. Đấy là cách combo, gọi là combo 80% là người dùng combo chuẩn chỉ của một vị tướng bay né. Nhưng trong những cách combo của vị tướng bay né này, chúng ta sẽ kiểu là giống như là chúng ta sẽ sử dụng nhiều combo khác tùy vào những cái tình thế, không phải nhất thiết chúng ta sẽ dùng chiêu 3 lên. Chẳng hạn những cái tình huống ở đây là cái pha này mình sẽ kích hoạt chiêu 1 lên team nó nhá. Đấy, chiêu 1 này lao lên trong bùi này bên này rồi không có rồi. Rồi mình sẽ đẩy văn quả bật pháp rồi chiêu 2 trong này chắc chắn. Đấy, chiêu 2 chết. Đấy, đơn giản. Đấy là vị tướng hầu như rệt thì rất khó người chạy, nhưng đó là điểm mạnh của nó thôi. Lao mới chỉ nói điểm mạnh của nó thôi. Điểm yếu của nó như nào ạ? Điểm yếu của nó thì hầu như khi các bạn bay vào combat thì các bạn sẽ không có cơ hội chạy thoát. Đấy, đó mới là một chốt. Đây là một vị tướng bắt buộc đánh khô máu khi các bạn khi các bạn mất chiêu 3 thôi. Và nếu các bạn chạy trong combat bằng chiêu 3 thì nếu bị choáng các bạn cũng sẽ nằm lại. Đây, pha này mình sẽ kích hoạt chiêu 3 trước. Rồi, chiêu 2 lao lên. Rồi còn chiêu 1 nhá. Rồi ok, lút về. Không vấn đề gì cả. Hầu như thì về giữa game thì các bạn vị tướng này chỉ cần 2 chiêu là có thể kết thúc một đối phương trong vòng 1 giây các bạn nhé. Nó không cần phải 2 giây đâu. Rồi chiêu 1 lao lên này, đập chiêu 2 lướt lên. Đấy, như vị tướng ngủ không các bạn nhé. Các bạn phải nôm na được chiêu lao. Khi các bạn sử dụng một chiêu thức thì các bạn phải để, chẳng hạn khi các bạn kích hoạt chiêu 1 thì các bạn phải lao lên, các bạn phải đánh cái nội tài chiêu 1 trước. Đấy, sau đó các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2, đánh thêm nội tài lần thứ 2 thì mới gây được sát thương. Chứ như bạn dùng chiêu 1 lại gần đối phương các bạn không đánh thương, xong các bạn dùng chiêu 2 luôn thì chúng ta sẽ bị phí phàm một cái nồi tài, đâm ra nó rất là yếu. Cho nên các bạn cân nhắc cho lao cái điều đấy. Rồi, tiếp theo thì vị tướng này, điểm yếu của nó cực kỳ yếu. Chỉ cần các bạn, đấy hầu như cái vị tướng này nếu không có chiêu 3 chạy ấy, các bạn không chạy thoát được chiêu 3 ấy, thì hầu như các bạn sẽ nằm xuống. Chiêu 1 nó chạy nhanh như vậy thôi, nhưng chỉ cần một vị tướng nó zone cái bóng đấy trong vòng 1 giây thì Pine cũng sẽ nằm xuống. Rồi mình sẽ kích hoạt chiêu 3 lao lên đây này. Chưa được, bình thịnh. Chơi nó ráp á. Rồi ok, xúc. Rồi chiêu 2 nhá. Đúp chiêu 1 rồi ok. Đấy, cách combo đơn giản các bạn ạ. Các bạn combat, các bạn cũng combo như này. Các bạn bắt lẻ, các bạn cũng combo như này. Đấy, nó quá đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà rất là dễ chết. Thì Lao sẽ không biết có phá chết nào không, thì Lao sẽ chỉ ra cái điểm yếu của vị tướng này cho các bạn biết, cho nên các bạn cân nhắc. Cho nên để Lao đánh giá vị tướng này thì như nào ta. Rồi ok, chết rồi đấy. Ui, cân luôn như sở gì ạ. Rồi phần này Lao chảy đấy. Vị tướng này như kiểu là Elendor. Đúng rồi, nó dày như con Elendor luôn các bạn. Con Elendor nó dày như thế nào thì con Payne này nó dày như vậy. Rồi chảy đấy các bạn. Rồi cái phần này toàn, ôi trời toàn chết, sao thì chết. Các bạn thấy chưa, hầu như để mà chạy chứ một vị tướng này nó rất là khó, bởi vì khi cái bóng để lại thì chúng ta có bị mất sát thương, cũng bị nó đánh sát thương, và khi chúng ta biến bóng lại thì cũng bị làm chậm. Đấy, cái khó là khó của bay né này, trừ khi chúng ta chạy được chiêu 3 các bạn nhé. Nhưng chiêu 3 nó bị choáng cùng sẽ bị mất. Đấy là cái điểm yếu chết người con bay né này, khiến người chơi chúng ta cực kỳ thông minh hoặc là sản xuất khi mà các bạn xác định bay vào pha combat. Đấy là cái quan trọng. Làm như thế nào để chúng ta bớt hạn chế chết
thì nó sẽ phải phân tích thôi. Đấy, chúng ta phải phân tích team địch có những thằng nào giết được mình. Chẳng hạn Florentino, nếu ta không giết được nó thì nó sẽ giết được mình trong vòng một đốt nhạc đấy. Karinak nè, Karinak mình không giết được nó thì nó sẽ giết mình trong một đốt nhạc. Thì chúng ta phải như thế nào? Nếu chúng ta sẽ phải một cái bàn so sánh trong vòng 2 giây hoặc 10 giây. Nếu mình bay vào thằng Karinak trước thì mình sẽ dồn Karinak kết trong 2 giây. Nếu mình bay vào thằng Flo trước thì mình phải giết thằng Flo trong vòng 3 chiêu. Thì chúng ta sẽ bay vào, ok, giết nó trước chứ đừng để cho nó lao vào mình. Nếu các bạn để cho Karinak bay vào các bạn trước thì các bạn sẽ nằm trong một con bo luôn. Đơn giản. Đấy, phân tích đơn giản như vậy các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng chữ ba này. Lao lên, kích hoạt chiêu. Đấy, rồi, các bạn bình tĩnh nhá. Khi các bạn kích hoạt chữ ba vào, các bạn sẽ nhấp cho lao cái... Ui rồi mất máy quá. Các bạn phải lấp nhấp cho lao cái bo đo đánh thương luôn. Từ từ để nhấp nhấp chiêu nhá. Để chúng ta kích hoạt giống như ngủ không các bạn ạ. Rồi, ok, lao sẽ là cái đoạn này các bạn hiểu rồi. Như vì tưởng ngủ không luôn. Kích hoạt một chiêu nào thì hãy đánh thương, xong mới kích hoạt tiếp chiêu. Đấy, đơn giản. Và sát thương của Payne này chủ yếu đến từ nội tài nhé. Các bạn hãy cân nhắc cho Lao, chủ yếu đến từ nội tài ạ. Rồi, ok, Lao nhắc như vậy các bạn biểu, hiểu. Rồi, và build của nó thì như díu thôi. như bị tưởng díu thôi các bạn nhé. Đấy, còn rất là đơn giản. Rồi, bây giờ Lao sẽ farm xong và hiện tại nó rất là xanh. Và... ok, bây giờ thì Lao sẽ về một chút và để coi có bắt lẻ không. Đấy là một vị tướng các bạn nhé, bắt lẻ cực kỳ bá đạo các bạn nhé. Nó bá đạo nó bắt man nhiều. Bắt man á, gặp bay né, tắt điện luôn. Không bao giờ bắt lẻ bằng bay né. Sử dụng từ chiêu 1 với chiêu 3 của nó cực kỳ cơ động và bá đạo. Các bạn chỉ cần sử dụng chiêu chuẩn chỉ một chút thì không có con mồi nào nó chạy thoát được. Clip này thì Lao mới tập chơi con bay né, game này game thứ 3. Hai trận đấu thương ở trên live stream, trận này Lao cho ra clip luôn. Thì thực sự nó vẫn đúng. Đây phát này này. Rồi đập thương chiêu 2. Đập thương còn chiêu 1 nha. Thằng nào nữa. Thằng nào nữa rồi. Double kill rồi. Phải ló nha. Chiêu 1 lao lên rồi. Chiêu 2. Chiêu 2 lao lên rồi. Còn chiêu 1 kích hoạt. Đập thằng này luôn. Rồi chiêu 2 ta bị hôi. Chiêu 2 ơi. Quá ra kill. Đấy, quá tuyệt vời. Quá ra kill. Và các bạn ơi, các bạn hãy để cho Lao một nút comment phía dưới live stream các bạn nhé. Và nếu các bạn chưa còn hiểu gì nữa thì các bạn hãy comment cho Lao ở phía dưới clip. Còn bây giờ thì clip đến đây là kết thúc rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Ok, bye bye.